Bố này. Ừ. Con mới lấy vợ. Lấy ai? Con cô à? Vâng. Thì bố nghĩ mà xem. Con Pu vừa học giỏi, vừa làm nương giỏi, làm việc nhà cũng giỏi. Mà thôi, bốc thuốc thì càng giỏi. Nhà mình là nhà giàu nhất thì cũng phải có con dâu giỏi nhất chứ. Ừ. Con đấy nó giữ như con hổ. Lấy nó về để nó đè đầu cưỡi cổ mày. Trả tao rồi báo nhập học. Tờ giấy đấy tao lỡ cúng cho bà Hỏa mất rồi. Mày đốt giấy báo của tao á? Nếu mà con Pô nó là vợ thằng Trải, nợ nần tao xóa hết. Tao còn cho vợ chồng nó thêm vốn để làm ăn nữa. Không phải là chuyện đấy, mà là con Pô nó đỗ đại học, mình phải cho nó đi học chứ. Nhà mày làm thuốc mấy đời, có gần bằng đại học không? À, xuống thành phố ấy, đi một bước là tốn tiền một bước. Đấy, nhà mình thì nghèo, lại đú đởn với cái bọn thanh niên ở dưới đấy thì chết.